Hôm nay là buổi thứ 7 của thực tập giải phẫu. Cô Phượng bỏ hết các mô hình ra cho các bạn tổng ôn và cho các bạn thi thử nè. Cái đề thi thử này cô Phượng làm cho Đại học Võ Trường Toản nha. Cái đề thi này bao gồm 8 trạm, mỗi một trạm là 5 câu, mình làm trong vòng 1 phút. Như vậy tính ra là mỗi một câu mình làm trong vòng 12 giây. Như vậy là Madam up cái clip này lên để cho các bạn biết cái cách thi và nhìn cái mũi tên cho nó quen nha. Phượng cô đã dán sẵn vô đây rồi, mình chỉ có nhiệm vụ là mình nói cái đó là cái gì, mình ghi trong giấy của mình ha. Bây giờ mình bắt đầu làm bài thi thử nha. Đây là trạm số 1. Thì trạm số 1 ở đây các bạn coi coi đầu tiên đây là chi tiết gì nè. Cái này là trạm số 2. Thì các bạn có được 1 phút cho một trạm trả lời cho 5 câu hỏi này. Đây là câu số 3, chi tiết gì? Đây là câu số 4, cái mũi tên đang chỉ vô đó đó, là chi tiết gì nè? Và đây là câu số 5, chi tiết gì? Thì đây là Madam sẽ quay thử rồi cho các bạn coi coi mình làm như vậy là khó hay dễ thôi. Chứ Madam chưa có canh cái giờ chính xác rồi nha. Đó là trạm số 1. Bây giờ mình qua trạm số 2. Câu số 6 của mình là ở đây. Chi tiết gì đây? Câu số 7, chi tiết gì? Các bạn nhớ là mỗi một trạm gì là mình có 1 phút nha. Đây, câu số 8. Nhìn nó coi biết cái đoạn này là đoạn nào nè. Đó, thì câu số 8 là chi tiết gì đây? Câu số 9. Và đây là câu số 10. Đây là trạm số 3. Chi tiết 11. Và đây là số 12. Số 13. Đây là số 14. Và đây là số 15. Bây giờ mình qua trạm số 4, số 16. Đây là cái gì đây? Chi tiết gì? Và đây là số 17.
Còn bên đây là số 18. Và đây là số 19. Đây là số 20. Mà Nam nhắc lại một lần nữa là Mà Nam không có canh đúng một phút đâu nha. Tại vì các bạn coi chưa xong thì các bạn sẽ ngừng lại, tua trở lại để các bạn coi. Đây là mang tính chất để các bạn tham khảo học bài thôi. Bây giờ mình qua trạm số 521. Đang là cái chi tiết gì đây? Hệ tiết niệu nè. Còn đây là số 22. Cái màu đen dán vô cái đen này hơi bị ra tối quá cô ơi. Chi tiết đó là số 22. Mấy chi tiết này bự bự dễ thi hơn mô phôi quá nha mấy bạn. Và chi tiết ở đây là chi tiết gì? Số 23. Đây. Và đây là số 24. Và cuối cùng của trạm này là số 25. Trạm số 6. Đây. Số 26. Là chi tiết gì đó. Chi tiết số 27. Còn bên đây là chi tiết số 28. Đây là số 29 và 30. 29 này chi tiết gì? Và 30 là anh này. 107 thì mình sẽ coi chi tiết số 31 là cái gì đây. Chỉ để mang tính chất cho các bạn tham khảo coi là dễ hay khó nha, biết cái cách thi. Chi tiết số 33. Và bên đây là số 34. Cuối cùng của trạm này là câu số 35. Trạm số 8. Mình có câu 36. Đó. Đây là 37. Đây là 38. Đây là câu 39. Câu này là câu 40.
Bây giờ là các bạn đang bắt đầu thi thử đó nha. Đoạn này là cô Phượng cổ canh đúng một phút cổ mới kêu chuyển nè nha. Cơ thắt hậu môn. Hâm lam là đang đỏ đáp gì? Diễn sườn ngang đốt sống ngực. Rồi giỏi. Diễn sườn ngang được rồi, đốt sống ngực giỏi. Rồi. Bây giờ là đáp án đó. Hơi ồn các bạn chỉ khó nghe nha. Vậy? Rồi số 2. Diễn sườn đốt sống thắt lưng. Giỏi. Thắt lưng mà mày. Trời ơi, không điểm ổn. Thắt lưng không bao giờ có diễn sườn. Tại vì thắt lưng có khớp với đốt sống đau, thành ra em ghi là diễn sườn đốt sống ngực được rồi. Số 1 là diễn sườn ngang. Số 2 là diễn sườn đốt sống ngực được rồi. Số 3 mõm răng đốt sống cổ 2. Số 4 lỗ cùng trước. Lỗ cùng trước. Giỏi, nhóm này giỏi không ha. Nhóm này học chăm lỗ cùng trước. Số 5 cán xương ức chứ đâu có cộng xương ức. Trên là chấm bé, dưới là chấm, chấm lớn. Giỏi, rồi đúng. Rồi chấm lớn. Số 7 răng sau dưới. Số 8 sai, ché bụng chân đi ngược lên nè. Ché bụng ngoài là đi xuống, còn cái này ngược lên là ché bụng trong. Số 9 lá trước bao cơ thẳng bụng. Giỏi, lá trước bao cơ thẳng bụng. Em ghi là lá trước bao lá trước gần cơ được không? Không, lá trước bao cơ thì nó bao lại mà. Gân là nó bám vô số 10. Cân cơ chế bụng ngoài. Đúng, cân cơ chế bụng ngoài. Chỉ có tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới thôi. Động. Động mạch, động mạch. Động em lộn với động mạch rồi. Động mạch lên con thì mắt nó đen rồi vui. Đúng. Tĩnh mạch thì chỉ có tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới thôi. Còn động mạch thì mới có động mạch chủ lên, tĩnh mạch chủ trên. Số 12. Thực quản. À, nhớ không? Tỉnh thì có tĩnh mạch chủ trên, chủ dưới, động thì mới có động mạch chủ lên. Số 13. Giỏi, giờ lỗ động mạch chủ. Rồi. Số 14. Đúng, giỏi, động mạch giao thắt sao. Nhánh này giỏi quá ha. Số 15. Son tĩnh mạch vành. 16. Thần kinh 10 trái. Giỏi, ngay phía trước nè. À, thần kinh 10 trái, nay mặt trước dạ dày. Rồi, giỏi. Số 17. Ống tụy chính. Ống tụy chính. Đúng. 18. Dây chằng tròn. Giỏi. 19. Mạc treo ruột thừa. Không có gì chạy. 20. Động mạch mạc treo tràn dưới. Giỏi. Động mạch mạc treo tràn dưới. Rồi. Tháp thận. 21 tháp thận. 22. Giỏi, bể thận. 23. Rồi, giỏi. 24. Tiền liệt tuyến. Rồi, cô gỡ đi cô Thương. 24 tiền liệt tuyến. 25. Niêu đạo tiền liệt. Niêu đạo tiền liệt. Giỏi.
Giỏi vật hang 27, vật xốp 28, màu tình 29, đèn liệt tiếng 30, túi tình. Tôi điệu đạo nó nằm trước rồi nó nói âm đạo được. Là 31 đạo. 31 ha. 31. 32. Trung tâm gần cơ. Giỏi. Trung tâm gần cơ chậu 33. Cơ ngồi hang. Cơ ngồi hang. Cơ cục mà. Sai. Cơ ngang đáy chậu sâu. Đi từ, cô nói rồi, cơ ngang đáy chậu sâu đi từ mặt sau xương mu nè, phải không? Đến trung tâm gân đáy chậu nè, phải không? Rồi, cơ ngồi hang mới là cơ này nè. Rồi 33, cơ ngang đáy chậu sâu 34, cơ nâng hậu môn. Cơ nâng hậu môn 35. Giỏi. Giỏi. Bó mạch sinh dục 37. Niêm mạc tử cung nè, xin lỗi nha, nếu đáy tử cung á thì dán gì nè, đúng mới là đáy tử cung. À, còn cô dán vô tới đây nè là niêm mạc tử cung. 38 trực tràng tử cung, thấy không? Túi cùng sao hay túi cùng tử cung trực tràng. 39 giỏi. 40. Bóng vòi. Rồi, vậy nhóm này giỏi. Ai làm được trên 30 câu đâu? Cái lớp này học rất là tốt. Thấy từ đầu giờ tới cuối giờ cô Phượng toàn là khen giỏi không luôn á. Madame sẽ tạm dừng clip thi thử thực hành giải phẫu ở đây. Chúc các bạn học tốt. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Hy vọng clip này sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn trong việc thi thực hành giải phẫu ạ.